Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Hiện tại thì em đang ở kho hàng của công ty bên em, và trong video này em quay trực tiếp giới thiệu đến mọi người sản phẩm tinh dầu Asarat Peel, chuyên dùng để xịt xua đuổi chuột, rắn, rít, gián, những loại côn trùng gây hại ở trong nhà nha mọi người. Dòng này là tinh dầu hoàn toàn tự nhiên nên là không có độc hại. Sử dụng thì cứ khu vực nào có côn trùng, chuột, rắn, rít, những loại côn trùng mà mọi người cảm thấy nó quấy nhiễu gây khó chịu ở trong nhà thì mọi người cứ xịt ở cái khu vực đó thì nó sẽ bỏ đi, sẽ không có xuất hiện. Dòng này là không phải là hóa chất nên để đảm bảo hiệu quả thì mọi người cứ duy trì. Ví dụ như là hiện tại đang có thì mọi người cứ xịt mỗi ngày một lần, xịt khoảng 5 ngày đầu tiên thì nó sẽ bỏ đi hết. Rồi mọi người cất cái chai tinh dầu này, khi nào có thì mọi người mới lấy ra xịt lại. Vì dòng này là xài không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Người già, trẻ nhỏ hoặc là tất cả các thành viên trong gia đình khi sử dụng thì không cần phải cách ly. Mình chủ động sử dụng ở những nơi chẳng hạn như là bếp, hoặc là những nơi hóc xó có xuất hiện nhiều chuột, hoặc là bên ngoài khuôn viên, ngoài sân thì có xuất hiện rắn rít thì mọi người cứ xịt ở những cái khu vực đó. Riêng cái dòng này thì mình không có sử dụng ở ngoài đồng ruộng nha mọi người, vì đây là sản phẩm dạng tinh dầu. Nếu mà xịt vào những cái khu vực ruộng lúa hoặc là cây trồng ăn lá thì nó sẽ bị hư, vì là tinh dầu nó bám vào lá cây là nó sẽ bị cháy lá đó mọi người. Chỉ sử dụng ở trong gia đình và cái mùi của nó là bạc hà là chủ yếu. Khi xịt ra thì nó không có gây mùi hôi khó chịu, cũng không có kiểu mà làm dị ứng hoặc là nó gây nóng rát gì nha mọi người. Hoàn toàn là tinh dầu tự nhiên nên là an toàn tuyệt đối. Mọi người ở những cái khu vực mà xuất hiện nhiều côn trùng quá thì mọi người cứ xịt đi lặp lại khoảng từ 5 lần thì côn trùng nó sẽ bỏ đi hết. Mọi người để dành, lâu lâu mọi người lấy ra xịt lại. Dòng sản phẩm này thì chỉ bảo quản ở những nơi thoáng mát là được, không có sợ bị hư, và hạn sử dụng tới 5 năm lận, nên là mọi người để dành, khi nào có thì xài cũng được nha. Sản phẩm này thì sản xuất tại Việt Nam nha mọi người. Bên em thì hàng rất là nhiều. Bây giờ em sẽ khui cho mọi người cùng xem nha. Cái thùng này thì là em khui em bán lẻ. Còn đây là những cái thùng hàng thùng nguyên để dành giao cho khách sỉ á mọi người. Sỉ thì bên em đi hàng thùng và hàng thì lúc nào cũng có sẵn. Em lấy một ít để khui cho mọi người cùng xem thôi. Một thùng nguyên thì có 12 chai nha mọi người. Sản phẩm này thì phù hợp đối với những khách hàng mà không có muốn diệt côn trùng, chỉ muốn xua đuổi thì đây là một trong những lựa chọn rất là phù hợp, vì là giá thành rẻ, hơn nữa là nó không gây độc hại và có tác dụng xua đuổi côn trùng chứ côn trùng không có chết nha mọi người. Ngoài cung cấp những dòng sản phẩm tinh dầu để xua đuổi thì bên em còn có phân phối những loại thuốc diệt chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián, mối mọt, và đặc biệt là bên em có cung cấp dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng tận nơi trên thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Nếu mà quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em nha. Vừa phân phối thuốc sỉ và lẻ và vừa làm dịch vụ luôn nha mọi người. Mọi người có nhu cầu mua sỉ thì liên hệ số điện thoại 0976075288. Bên em có đội ngũ nhân viên bán lẻ luôn nha mọi người. Nếu mà mọi người cần mua lẻ thì cứ gọi trực tiếp cho em, hoặc là nhắn qua Zalo giúp em. Em sẽ tư vấn từng sản phẩm mà mọi người cần mua để nó đạt mục đích. Tại vì những cái dòng thuốc hoặc là những dòng tinh dầu xua đuổi như thế này thì mọi người không cần phải mua nhiều, vì mua nhiều về cũng chẳng làm cái gì hết. Khi nào cần thì mọi người mới mua nha. Nên là cứ phải chọn những dòng sản phẩm chất lượng để an toàn cho chính mình và những người thân trong gia đình. Em rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ em. Kính chúc mọi người có một cuộc sống tốt lành, xanh sạch đẹp và không có tác hại của côn trùng. Em xin cảm ơn và kính chào tạm biệt ạ.